Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là đoạn ống của đổ xăng của xe Mitsuzuri 2003, sản phẩm được sản xuất bởi công ty Mitsubishi Moto tại Nhật Bản. Mã sản phẩm của nó là MR135371 Lake Fuller Fister Mitsubishi Moto. Dòng sản phẩm này thì được thiết kế khá là đơn giản, với thiết kế là đoạn đầu để của đổ xăng nó chính là cái miệng sắt, tức là hợp kim cao cấp đấy, và phần đuôi nó chính là cái ống cao su. Cái ống này thì không phải ống cao su nào trên thị trường cũng có thể sử dụng được anh em nhé. Đây là một loại cao su rất là đặc biệt, chịu xăng chịu nhiệt, để đưa vào sử dụng cho dẫn xăng cho ô tô đó. Ở phần này là hai cái phần đai để người ta thít cái ống cao su này với cái miệng ống này, và phần đây cũng có một cái miệng nữa này đó. Đây chính là cái đoạn mà anh em sẽ bắt vào với cái miệng để chúng ta ở cái bình xăng đấy, để dẫn xăng xuống. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là cái củ đổ xăng của Mitsuri 2003 hàng xịn. Cảm ơn anh em đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ thay thế lắp đặt tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.